Chào mừng các bạn đã quay lại với series Golf Swing cùng Quân. Hôm nay Quân sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách làm sao để chúng ta có thể đưa gậy ra đằng sau cùng một khối, hay còn gọi là One Piece Takeaway. Thì ở góc độ camera này, sau khi Quân set up, các bạn có thể thấy là Quân sẽ giơ gậy của mình ra đằng sau, chỉ dùng bằng vai trái và độ xoay của phần trên. Từ đây các bạn sẽ thấy là Quân giữ được cái góc độ tam giác từ lúc set up cho tới khi đuôi gậy của ta chúng ta chỉ vào đuôi bên phải. Thì ở vị trí này các bạn thấy được là phần dưới của Quân không di chuyển nhiều và vai của Quân đã xoay được khoảng 15 độ so với độ ban đầu từ lúc set up. Từ đây là vị trí tốt nhất để mà Quân có thể xoay được tới backswing và không phải để ý tới mặt gậy của mình có mở hay là đóng hay không, bởi vì cái One Piece Takeaway sẽ giúp cho tất cả các bạn giữ được cái mặt gậy vuông góc từ lúc set up cho tới lúc giơ gậy ra sau. Thì một cách mà các bạn có thể kiểm tra lúc mà giơ cái One Piece Takeaway như thế này, đó là các bạn có thể xem thử mình có cái đuôi gậy của mình có chĩa vào bên đùi phải hay không. Nhiều người Quân thấy là họ tới vị trí này họ đã bẻ cổ tay và làm cho cái đuôi gậy của họ hướng về phía mục tiêu quá nhiều. Điều này sẽ làm cho mặt gậy bẻ và mở ra rất là nhiều. Và Quân khuyên các bạn hãy giữ cái vai của mình xoay tới đùi phải. Và đây là đã thực hiện xong được cái One Piece Takeaway. Quay sang góc quay này thì các bạn có thể thấy trong lúc giơ ra Takeaway thì mặt gậy của Quân sẽ nằm ở bên ngoài cánh tay của mình như thế này và giữ được cái mặt gậy vuông góc. Nhiều người Quân thấy từ lúc này họ đã bẻ cổ tay quá sớm, làm cho mặt gậy của họ bị bẻ vào phía đằng sau và cùng với đó là mặt gậy mở quá nhiều. Hoặc nếu như họ không bẻ cổ tay sớm mà chỉ dùng người không thì cái mặt gậy của họ sẽ bị nằm bên ngoài và hơi úp xuống. Cả hai điều này đều là hai thứ chúng ta không nên làm trong lúc giơ backswing ra nếu chúng ta muốn có được cái mặt gậy vuông góc. Mong rằng với video ngày hôm nay các bạn đã hiểu được lý do tại sao chúng ta cần phải giữ mặt gậy vuông góc trong lúc giơ ra takeaway. Quân hy vọng các bạn đã bấm like và subscribe để theo dõi những video tiếp theo của Quân cho phần backswing trong series này nhé. Cảm ơn các bạn.